Sáng ngày 30 tháng 9, ông Đặng Văn Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do triều cường và nước từ sông Lam, sông La dâng cao, nên thời điểm này, nhiều khu vực và tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Xuân Lam đã bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Đặc biệt là tuyến quốc lộ 1 bị ngập nước sâu từ 30 đến hơn 50cm, với chiều dài khoảng 1km, nước chảy mạnh và xiết gây nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng cấm biển cảnh báo, lập rào chắn cấm đường từ hai phía qua đoạn quốc lộ 1 bị ngập, đồng thời cắt cử người túc trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đến kiểm tra và chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào sáng nay, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, bố trí lực lượng thường trực trên tuyến đường bị ngập, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Tiến hành hướng dẫn xe lưu thông theo đường tránh Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn. Về phía Bắc, phân luồng từ cầu Bến Thủy 2, thị trấn Xuân An, phía Nam từ ngã tư ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh. Cùng ngày, theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp với nhiều hồ chứa trên địa bàn xã Tràng để điều tiết nước, khiến một số địa phương ở huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Nghi Xuân bị ngập lụt, chia cắt, cô lập cục bộ. Tại huyện Hương Sơn vẫn còn 12 trường học, trong đó 5 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở, với tổng số học sinh cho nghỉ học là 4.324 học sinh. Tại huyện Hương Khê có 20/55 trường cho học sinh nghỉ học. Quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo qua địa bàn huyện Hương Sơn đã xử lý sạt lở và thông xe một vệt từ chiều tối ngày 29 tháng 9. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xử lý hốt dọn các vị trí sạt lở.